Em mến chào cả nhà. Kính chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều năng lượng nha. Lại là cô Năm miền Tây đây. Hôm nay em sẽ vào bếp và chia sẻ với cả nhà món bánh ít trần nha. Em mời cả nhà vào bếp với em. Bột bánh thì mịn nè, cùng với ăn kèm cùng với một ít nước mắm nè, hành phi nè, rang sống thì sẽ rất là ngon nha cả nhà. Nguyên liệu thì để làm bánh thì thành phần chính là bột nếp nha cả nhà. Em sử dụng bột nếp nè, nấm mèo nè, cà rốt, củ sắn và cái tỏi ớt để làm nước mắm nha. Và một ít này để lát mình nước mắm mình làm mình phải bỏ vào nè. Và một ít hành phi em đã phi sẵn rồi nha cả nhà. Em sử dụng là nước mắm chai nha cả nhà. Và đây là một ít đậu xanh nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ nấu đậu xanh nha. Em sẽ bỏ vào nồi cơm điện và nấu nha. Chúng ta chuẩn bị là nước qua đậu biếc ha. Rồi kế tiếp thì cả nhà cho vào đây một ít nước lọc nha. Rồi và một muỗng cà phê dầu ăn. Với phần bột này thì em sẽ pha nước qua đậu biếc nha cả nhà. Cả nhà cho nước từ từ vào thôi nè. Sau đó chúng ta trộn nè. Đừng có cho nước nhiều quá. Nước nhiều quá rồi lát lỏng quá mình sẽ không có làm được nè. Rồi bây giờ cả nhà nhồi đều tay nha. Nếu chúng ta pha nước lạnh thì bột dễ nhão nó về nó bị dễ chảy lắm cả nhà. Lúc mình thấy bột vẫn còn khô nha, mình sẽ cho thêm miếng nước nữa nè. Chúng ta nhồi đến khi nào mà bột chúng ta cảm thấy nó dẻo nè là được rồi đó cả nhà. Đây, hồng bột chúng ta nhồi là được rồi đó cả nhà. Tương tự thì bây giờ em sẽ làm ở phần bột trắng nha. Bây giờ em sẽ để ra bột ở đây cho bột nghỉ ngơi nè. Khi mà cho bột nghỉ ngơi thì cả nhà nhớ là phải đậy kín cái phần bột lại nha. Để bột của chúng ta không bị khô á cả nhà. Mình sẽ bịt kín lại như thế này. Rồi ha, bây giờ em sẽ đi pha ở phần bột trắng nha. Rồi em đã có được một phần bột trắng như thế này nè cả nhà. Bây giờ em sẽ cho gói bột vào một cái túi ni lông ha. Rồi chúng ta cho bột nghỉ ngơi nè. Vậy là hai phần bột của chúng ta đã nhồi xong rồi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ chuẩn bị cái phần nhân nha. Đối với cái phần củ sắn, cà rốt và nấm mèo thì cả nhà sắc hạt lựu cho em nha.
Rồi bây giờ em sẽ xào cái phần nhân nha cả nhà. Dầu nóng thì cả nhà cho hết cái phần hành tím vào nè. Tiếp đến thì cả nhà cho hết cái phần rau củ vào nha. Chúng ta trộn đều cái hỗn hợp này lên ha. Cả nhà cho vào đây là nửa muỗng bột ngọt nè. Và nửa muỗng cà no nha. Sau đó chúng ta trộn đều cái hỗn hợp lên. Chúng là cho nó thơm nha cả nhà. Cho nó thơm cái nhân. Rồi như thế này là được rồi đó cả nhà. Phần đậu xanh thì lúc này của chúng ta cũng đã chín rồi nè. Cả nhà cho hết cái phần rau củ vào nha. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều cái phần rau củ này lại cùng với đậu xanh nè. Rồi phần nhân của chúng ta đã xong rồi nè cả nhà. Bây giờ chúng ta chuẩn bị gói bánh thôi. Rồi phần bột bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm phân nửa nha cả nhà. Còn một phần nữa chúng ta chưa làm tới thì chúng ta sẽ gói lại để bột của chúng ta không bị khô nè. Em cũng đã chuẩn bị cái nồi hấp rồi nè cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào nồi hấp nha. Do cái nồi của em á nhỏ á, em sẽ hấp nhiều lần nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ pha nước mắm nha cả nhà. Em sử dụng là 4 trái tắc nha cả nhà. Rồi chúng ta vắt ra lấy nước ha. Sau đó thì cả nhà cho vào hơn nửa chén nước nha. Nước này nước ấm. Nửa chén đường. Rồi bây giờ chúng ta khuấy đều nè. Cho cái hỗn hợp này thật sự hòa tan nè. Rồi sau đó cả nhà cho vào là nửa chén nước mắm nha. Nửa chén mắm lưng thôi. Thì tùy theo khẩu vị của mỗi nhà mà chúng ta sẽ gia giảm gia lượng cái lượng gia vị cho vừa ý ha. Ăn mấy trần á thì nước mắm hơi lạt lạt là được rồi cả nhà. Rồi sau khi đường tan hết rồi thì chúng ta cho hết cái phần tỏi ớt vào nha. Chúng ta cho hết cái phần cà rốt vào nè. Mặn cũng không có quá là rất là vừa ăn nè. Rồi cái mẻ bánh đầu tiên cũng đã chín rồi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ gấp ra nha. Bánh nó chín nhìn ngon quá ha cả nhà. Bây giờ em sẽ hấp tiếp cái màu trắng nè. Bánh ít trần của em đã xong rồi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ cho một ít mỡ hành lên nha. Cả nhà nhìn thấy có hấp dẫn không nào? Bánh ít trần màu tím, màu trắng ha. Nhìn rất là nổi bật nè. Quay hình nó không có được tươi lắm cả nhà, chứ ở ngoài thì nó tươi tắn rất là đẹp nè.
bánh ít trần nè, ăn kèm với lại rau thơm nè, rồi nước mắm chua ngọt nè, sẽ rất là ngon nha cả nhà. Bây giờ em sẽ mời ba mẹ em ra ăn bánh ít trần với em nha. Rồi em mời cả nhà ăn. Ông bà cô chú ăn nha. Ăn qua cái nào. Đây, bà ăn. Chần làm qua đâu biết nha. Phải rồi, phải rồi, biết nó ngon á. Mới ăn cơm rồi. Tại sao mẹ không dặn ba? Em sống gì đi thằng Phi. Cái mắm này nó xuống chai nè, sáng cho anh hai mà không biết anh hai có lấy không. Không có lấy mắm không? Đang chai, mà cái này chai phải không? Chai. Bánh nó dẻo nè. Cái phần nhân thì nó cũng rất là vừa ăn. Nhiều lắm rồi, biết cỡ tới đâu không? Hồi sáng làm xong không ăn luôn. Không kịp hả? Không kịp luôn. Rồi đi làm luôn. Giờ mới được ăn. Mình nhiều hai cái mà. Nhiều hai làm hả? Ừ. Cái hàng lộn. Nhá kêu làm ăn cơm nó đi gì mất. Lúc làm thì thấy nó lợt lắm nha. Ừ. Ừ, cái đậm. Bánh rất là dẻo nè cả nhà. Thôi thôi, em xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau nha. Còn đâu còn bao nhiêu còn chia.